Lão hóa là quá trình tự nhiên mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt. Khi chúng ta già, khả năng tái tạo các tế bào hư tổn bị giảm sút. Khả năng chống nhiễm trùng và các bệnh mãn tính của chúng ta cũng vì thế mà giảm sút hẳn. Chúng ta sẽ sửa chữa những hư hỏng của cơ thể bằng cách nào đây? Bằng cách nào để chúng ta luôn luôn bảo vệ mình khỏi các nhiễm trùng và bệnh tật? Tế bào mầm trưởng thành có trách nhiệm trong việc tăng trưởng và sửa chữa các mô và các cơ quan trong cơ thể chúng ta. Thực tế thì chúng có thể trở thành bất cứ tế bào nào trong cơ thể chúng ta, ví dụ như xương, tế bào thần kinh, sụn, cơ, tuyến tụy, tim, da và máu. Cơ thể chúng ta sản xuất những loại tế bào này như thế nào? Tủy xương tạo ra các tế bào mầm trưởng thành và đưa chúng vào các mạch máu. Những tế bào này sau đó di chuyển đến các khu vực mục tiêu và biệt hóa thành các tế bào với các tính năng cụ thể. Những tế bào này di chuyển đến các cơ quan để tái tạo, sửa chữa và chữa lành. Càng nhiều tế bào mầm trưởng thành trong máu, cơ hội để cơ thể bạn tự sửa chữa càng nhiều hơn. Nghiên cứu tế bào mầm là chìa khóa để phát triển phương pháp chữa trị cho các điều kiện thoái hóa, ví dụ như bệnh Parkinson và những bệnh thần kinh vận động mà tôi và nhiều người khác đang đau khổ về nó. Vậy, làm thế nào chúng ta có thể tăng nguồn cung của tế bào mầm trưởng thành? Xin giới thiệu một liệu pháp mang tính cách mạng nhằm tăng cường tế bào mầm. Sản phẩm Colostem của công ty New Image là một công thức đã được cấp bằng sáng chế về sữa non và các chất chiết xuất từ thực vật, giúp tối ưu hóa việc sản xuất các tế bào mầm trưởng thành trong cơ thể. Mỗi viên nang có chứa GG First, chiết xuất nấm men, bột nghệ, chiết xuất từ rong biển. Tất cả những thành phần tự nhiên kết hợp với nhau để thúc đẩy số lượng tế bào mầm trưởng thành và hướng chúng tái tạo lại các tế bào cần thiết cho cơ thể chúng ta. Các thử nghiệm khoa học độc lập đã chỉ ra rằng sản phẩm Colostem của công ty New Image nâng mức của các tế bào mầm trưởng thành trong máu lên đến 50%. Tóm tắt xuất bản của các thử nghiệm độc lập do nhà khoa học nổi tiếng, tiến sĩ miễn dịch G.A. Webster, Đại học London, cung cấp bằng chứng hỗ trợ. Colostem là một bước đột phá tăng cường chức năng miễn dịch, sức khỏe, tối ưu sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Khoa học chứng minh việc tăng đáng kể số lượng tế bào mầm của cơ thể giúp tái sinh các tế bào, mô, cơ quan bị hư hỏng, bị bệnh và bị kiệt quệ. Cuộc sống thật đơn giản đến mức nó quá quý giá để bạn có cơ hội có được một sức khỏe tương lai. Hãy can thiệp vào quá trình lão hóa và bắt đầu sử dụng Colostem ngay ngày hôm nay. Colostem dành cho mọi người, mỗi ngày.